Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi một vị tướng đến từ vị trí SB nha mọi người. Tên tiếng Anh là Sun Bin, còn tên ở Trung Quốc là Tôn Tận. Thì Sun Bin hiện tại đang một trong những cái vị tướng mà bị anh em hắt hủi khá là nhiều. Trên các trang nhóm Facebook thì mình thấy mọi người chê vị tướng này khá là nhiều. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân của mình thì đây là một trong những cái vị tướng mà có thể mở giao tranh tốt nhất ở cái vai trò là hỗ trợ. Đây là theo ý kiến cá nhân của mình nha. Và tất nhiên là các bạn cho vị tướng này là phế rồi hắt hủi nó thì cũng có lý do cả thôi. Thì đúng là như vậy, bởi vì cái vị tướng Subin này các bạn cần phải biết cách chơi. Và đầu game thì Subin không phải là một trong những vị tướng mạnh và thuộc dạng top những cái vị tướng gọi là yếu ấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái chiêu 1 của vị tướng này khi mà các bạn sử dụng ấy, nó thuộc dạng là chiêu định hướng, chứ nó không phải là chiêu hóa nha các bạn. Thì đây là một trong những cái chiêu sau khi nổ xong thì nó mới làm chậm. Và thường thì chiêu này nó sẽ thiên hướng về sát thương nhiều hơn. Đôi khi là nó sẽ KS lính của AD là một. Và cái thứ hai là cái chiêu này có thể KS mạng của AD cực kỳ là nhiều nha các bạn. Và bởi vì cái chiêu 1 này nó thuộc dạng là định hướng cho nên nó sẽ thiên về kỹ năng cá nhân khá là nhiều. Nếu mà các bạn mới chơi thì các bạn chơi vị tướng này các bạn quăng chiêu 1 hầu như khá là khó trúng, bởi vì các bạn vừa di chuyển các bạn vừa tung chiêu. Đây, như bản thân mình thế, mình hồi xưa mình cũng khá là hay chơi cái vị tướng Subin này. Nhưng mà chiêu mình cảm giác nhiều khi tung khá là khó trúng nha. Nó cho phép cái vị tướng này vừa di chuyển vừa tung chiêu, cho nên là tại cái vị trí mà các bạn tung chiêu thì có thể là nó sẽ chuẩn đấy, nhưng mà các bạn chỉ cần di chuyển lên một tí thôi là cái hướng của nó đã lệch rồi, đâm ra là nó dễ hay bị hụt. Và cái chiêu thức thứ hai thì đây là một cái chiêu thức nếu đi đường đôi với AD thì nó gọi là cũng có một tí hỗ trợ, nhưng với giao tranh tổng thì cái chiêu hai này cực kỳ là bá đạo nha các bạn. Khi mà các bạn sử dụng chiêu 2 này ấy, thì nó sẽ tăng tốc từ 30 đến 60% tốc chạy. Nó sẽ tăng theo cấp nha các bạn. Và ngoài ra sau khi hết thời gian đếm ngược ấy, thì nó sẽ hoàn trả lại cho các bạn từ 25% đến 50% máu đã mất và cả năng lượng nữa nha các bạn. Đây là một cái chiêu về cuối game nó cực kỳ là có lợi cho team luôn. Nhưng mà thực ra thì đầu game mình cảm thấy nó sẽ phế thật đối với những người bạn mới chơi. Thứ nhất là chiêu 1 nó khó trúng. Nó không có khả năng gọi là bảo kê AD nhiều, nó chỉ được cái chiêu 2 thôi. Với cả cái ulti thì khi mà các bạn đáp ra thì kẻ địch sẽ bị câm nặng đấy, thì đến cấp 4 coi như là sẽ có hai chiêu để có thể hỗ trợ cho AD. Có một điều mình muốn các bạn lưu ý là khi mà trong cái vai trò các bạn đi AD ấy, thì các bạn cố gắng các bạn đừng đi sát AD quá nha. Các bạn nên tách ra AD, thứ nhất là để chiêu thức của đối phương nó sẽ không trúng vào cả hai. Và cái thứ hai là các bạn có thể kiểm soát được cái tầm nhìn cái bản đồ. Đấy, nhiều khi mình đi AD mình sẽ đi ra ngoài vùng hai cái bụi cỏ ở ngoài ấy, để có thể check được cái tầm nhìn. Đây, tạm thời mình sẽ này thì đứng đấy vừa lấy ăn tao này. Rồi, phát nữa, một phát trúng chiêu một nữa là được. Đấy, cay thế nhở. Lùi. Phát đi, thế mà cũng hụt được, ảo thật sự. Đấy, thì cái vấn đề của con Subin này nó nằm ở cái chiêu 1 nha các bạn. Nó khá là khó trúng và nhiều khi nên mình cảm tưởng là mình đã trúng rồi đấy. Nhưng mà bạn nào cái kỹ năng định hướng của các bạn tốt thì các bạn chơi con này cực kỳ là sướng luôn nha. Bởi vì cái chiêu 1 này nó gây ức chế cực kỳ là nhiều. Nó sẽ không gây sát thương luôn đâu, mà nó sẽ đợi 3 giây sau nó mới nổ cơ các bạn ạ. Đấy, như mình con này chắc chắn là con kia sẽ chết rồi. Đấy, anh em thấy không? Nó khá là gây ức chế cho team địch đấy. Và ngoài ra khi mà các bạn kết hợp đồ với cả chiêu thức thì nó còn khó chịu nữa. Mình thì mình đồ đạc mình sẽ kèm thêm cái trượng băng là cái món đồ của con này thì không thể thiếu đối với mình. Người khác thì có thể không lên nhưng mình chắc chắn là chơi Subin thì mình phải lên món này. Các bạn biết vì sao? Bởi ui dồi ôi, tốc biến ăn mình luôn này. Ôi ngỏm rồi. Bởi vì ấy, chiêu thức của con này cái ulti của nó là sát thương diện rộng. Mà một khi cái sát thương diện rộng ấy mà các bạn lên cái trượng băng này thì nó sẽ gây làm chậm cực kỳ là ức chế cho team địch. Và trong giao tranh ấy, trước khi mà các bạn mở giao tranh, các bạn chỉ cần quăng cái ulti này vào đội hình của team địch thôi, mình đảm bảo là bên kia nó sẽ nhốn nháo ngay lập tức. Đó là lý do mà vì sao mình bảo đây là một trong những vị tướng mà có thể mở giao tranh tốt nhất trong giới SB nha các bạn.
Khi tí nữa thì khi nào mà mình lên xong cái trường băng thì mình sẽ cho mọi người xem cái độ ức chế của vị tướng này. Và càng về cuối game thì cái sức mạnh của con này nó sẽ càng khỏe. Và nếu theo cá nhân của mình ấy, cái vị tướng này nếu mà muốn chỉnh sửa để có thể tiếp cận được nhiều hơn ấy, thì cái kỹ năng 1 đổi dạng sang từ cái dạng định hướng khi mà hụt đấy sẽ mất luôn chiêu, thì sẽ đổi thành khi mà hụt nó vẫn sẽ tồn tại một cái quả cầu ở đấy và kẻ địch đi qua thì nó sẽ bị phát nổ, hoặc nếu trúng kẻ địch thì nó vẫn sẽ đi theo như bình thường đấy. Thì như vậy có thể vị tướng này sẽ được chơi nhiều hơn, kiểu cái quả cầu nó ở cái khu vực đấy nó cũng sẽ gây gây một cái sự khó chịu nào đó, nó giống như chiêu 2 của nó nắc ấy các bạn. Đấy thì mình nghĩ thì chỉ cần thay đổi cái chiêu thức đấy thôi là cái vị tướng này sẽ được bích và chơi rộng rãi hơn. Chứ còn thực ra thì chiêu 1 mình cảm thấy con này hiện tại cũng đang khá là khó. Trừ giao tranh thì có thể đứng đông người các bạn, quăng bừa nó cũng sẽ trúng. Nhưng mà giai đoạn đầu đi với AD thì nó sẽ hơi khó chịu một chút. Và các bạn nếu mà các bạn yêu thích cái vai trò SB này thì các bạn cũng nên để ý AD một chút nhá, nên đi kèm với AD. Chứ mình nhìn thấy nhiều ông, nhiều khi bản thân tôi chơi AD xong rồi các ông đi SB, các ông độc chỉ có đi với mid với rừng từ đầu đến cuối game thì không hiểu là các ông chọn SB để làm cái gì nữa, cứ theo kiểu là đi theo combo ấy để đi bảo kê nhau. Nhưng mà chính vì cái lý do đấy thì các bạn nó phải rơi vào tổng khoảng 80% thua trận đấu đấy. Bởi vì AD là một trong cái tựa game này ấy, nó cực kỳ là yếu và mỏng, nó chỉ khỏe khi được bảo kê tốt thôi đấy. Các bạn cần phải nên nhớ thế, nó nếu được bảo kê tốt nó có thể gánh team các bạn, nhưng nhiều khi mid hay là rừng các bạn bảo kê chưa chắc về cuối game đã có thể gánh được như AD đâu, cho nên là bảo vệ AD là cực kỳ quan trọng nha các bạn. Ở đây trong trường hợp này thì các bạn này bảo là mình bỏ AD, nhưng mà thực ra hiện tại là team đang combat cho nên là mình tạm thời bỏ AD thôi, chứ chỗ nào combat nhiều thì mình phải hỗ trợ. Nhưng mà thôi cuối cùng thì mình cũng chết. Tức chết không, vẫn chết nha các bạn. Thật ra thì cái vai trò SB ấy, ngay cái tên nó đã nói lên tất cả rồi. Support có nghĩa là hỗ trợ team và hỗ trợ AD, hỗ trợ chủ lực kiểm soát tầm nhìn đấy. Chứ còn nhiều nhiều ông thực sự là mình chơi SB thấy rất là nhiều người kiểu mang tiếng SB nhưng cứ đi giúp giúp đằng sau đằng sau đồng minh thôi. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ bàn một chút về đồ đạc của vị tướng này. Đồ SB của vị tướng này thì mình sẽ lên cái đồ tốc đánh. Các bạn sẽ lên tốc đánh nha, đừng các bạn con này các bạn lên giáp nó không hiệu quả đâu, bởi vì lên tốc đánh thường các bạn sẽ đi cùng với AD khá là nhiều mà. Cho nên là khi đi với AD thì các bạn sẽ được buff tốc đánh cho AD khá là tốt hơn là giáp, bởi vì AD giáp thì nó tốc đánh nó vẫn quan trọng hơn. Các bạn sẽ lên những cái món đồ SP khi mà các bạn là những cái vị tướng hỗ trợ tay ngắn, ví dụ như Lưu Thiện hay là Trương Phi ấy, thì nó sẽ tăng thêm cái lượng giáp cho các bạn. Còn bình thường những cái vị tướng SP tay dài mà đi kè kè bảo kê AD ấy, thì hỗ trợ phép ấy, thì thường là sẽ lên tốc đánh nha các bạn. Đấy, còn cái đồ hôm nay thì mình sẽ lên tốc đánh với búp giáp. Còn ngoài ra thì các bạn cũng có thể tốc đánh và tốc chạy cũng được, hoặc tốc đánh kèm với một cái làm chậm. Đấy, thì tùy vào trận đấu thôi. Ví dụ trận đấu bên kia có nhiều cái vị tướng áp sát quá thì các bạn có thể thay cái giáp của mình này bằng cái giảm tốc chạy của kẻ địch cũng khá là ok. Đây mình sẽ lên thêm cái triệm băng. Cái triệm băng này mình sẽ để cái trang bị thứ hai thì chắc là các bạn xem mình các bạn biết rồi. Cái đồ này thì khi mà kỹ năng hoặc là đòn đánh thường của bạn trúng kẻ địch ấy, thì các bạn sẽ được một cái lượng giáp nhất định trong 3 giây và thời gian hồi chiêu của cái đồ này là 10 giây nha các bạn. Và cái đồ thứ tư thì mình sẽ lên là cái trượng băng. Lên cái trượng băng này thì các bạn kết hợp với ulti thì mới gọi là hết nước chấm luôn, cực kỳ bá đạo luôn nha các bạn. Đấy, còn nếu mà trong trường hợp team bên kia có những vị tướng hồi máu thì các bạn cũng có thể lên cái giảm hồi máu ở trang bị thứ ba thay bằng cái giáp màu vàng kia cũng được. Đấy, lên cái giảm hồi máu xong rồi lên cái trượng băng, cũng có thể bỏ qua cái giáp đấy cũng được, tùy vào trận đấu thôi. Bên kia hôm nay thì không có vị tướng hồi máu nào cho nên là mình cứ lên đồ theo mặc định mình hay lên. Đấy, cái đồ thứ năm thì sẽ là một cái kháng phép, cái thứ sáu thì là sẽ là một cái món giáp và giảm tốc đánh của AD khi mà các bạn bị gây sát thương. Đấy thì đồ con này nó SP thì nó sẽ hầu như là nó sẽ không có cái kiểu nhất định, nó sẽ dựa theo tình hình của team địch với team mình. SP thì nhàn thật đấy, nhưng mà việc lên đồ nhiều khi nó sẽ dựa theo tình hình của team. Trên lý thuyết
thì như thế, nhưng mà thực tế nhiều khi mình đánh đánh kiểu mình đánh nó căng thẳng quá, mình không để ý đồ, cứ có đồ phát là mình mua luôn ấy. Nhưng mà nếu mà mọi người chú ý được cái cách lên đồ thì trận đấu nhiều khi đánh nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với trận đấu nha. Đấy, thì mình hiện tại thì cũng chưa lên được cái trượng băng để cho mọi người, còn 1.200 nữa nên mình đổi qua cái giày này đi. Mình thấy cái giày phép thuật lúc đầu ấy nó là cái đồ mặc định ấy, nhưng mà mình thấy đồ giày phép thuật nó không có cái tác dụng gì mấy, lên hồi chiêu spam chiêu cho trướng. Đấy, cứ nhảy vào thôi. Chiêu thức cái họa Odin này làm sao này? Pha lùi lùi lùi, tạm thời lùi. Pha đấy họa Odin không đơ đơ là pha đấy AD thì mình không chết đâu. Mình cứ tưởng nó đứng nó núp rồi mình cũng đứng đấy mình chờ đấy chứ. Đâm ra AD chết oan vào đấy. Cứ bán đi, mày cứ bán tao đi, đợi tao lên cái trượng băng thì mày cứ tha hồ mà bán. Đó, cứ quăng ulti vào này xong búp giáp này. Ui giời. Tha hồ mà chơi nha. Con này về cuối cực kỳ là mạnh luôn nha các bạn. Chủ yếu là mọi người không biết chơi, với cả nhiều khi mà các bạn thua đường các bạn không cố gắng để giữ trận đấu, chứ con này giữ trận đấu cực kỳ tốt đấy, về late game cực kỳ tốt. Con này mà đi với Hoàng Trung ấy, mà trong những cái trường hợp mà ép trụ ấy, con này chỉ cần việc tung ulti vào thôi, còn Hoàng Trung thì dựng trụ bắn thì mình nghĩ là cực kỳ là phê luôn. Yếu máu rồi nhưng mà thôi, cố ấy lốt vậy, cố cấu rỉa lốt xong rồi về lùi. Hạo Đôn ơi, này hơi ngáo đấy. Mình trước khi giao tranh mình sẽ phải check bụi đã. À đứng trong bụi đấy. Các bạn chơi SB các bạn có không kể đấy SB. Bất cứ vị tướng nào có cái chiêu thức các bạn có thể check bụi thì các bạn hãy cứ check bụi trước khi giao tranh. Nhiều khi mình thấy đăng trên mấy group Việt Nam ấy cứ bảo là quay một đoạn video kiểu nó đáp chiêu thức vào trong bụi thì bảo nó hack, cái đấy không bao giờ phải. Nó không giống như Liên Quân. Bên này sẽ có, mà kể cả Liên Quân cũng đều có chiêu thức có thể trách bụi được mà. Chứ còn chẳng qua mọi người chơi nó chưa chưa hiểu sâu cho nên mọi người cứ bỏ hack thôi. Ủa, thôi thay em. Ô Hạo Đôn cứng nhá, Hạo Đôn nhá. Theo cá nhân của mình hiện tại đang top 1 tier đứng trên nha các bạn. Con này vừa khỏe, vừa có chống chịu mà sát thương của nó lại trâu, giáp nó cũng nhiều chứ. Vừa trâu vừa giáp chứ. Đã sát thương đã khỏe rồi thì giáp nó cũng lại khỏe luôn. Mà chiêu nó lại hồi nhanh cơ các bạn. Nếu mà về cuối game cái ulti của con Hạo Đôn thì chắc chỉ tầm 7 8 giây thôi. Mọi người cứ chơi thử mà xem, ulti của nó phi phi vào liên tục luôn. Không hất tung liên tục. Rất là khó chịu. Con hiện tại này Hạo Đôn này, Alert này, Alert cũng khá là khó chịu. Cũng đang được chọn rất là nhiều. Nhưng mà dễ, nếu mà các bạn muốn dễ chơi thì cứ ấy thôi, dễ chơi thì cứ đánh Hạo Đôn thôi. Còn đánh con Alan thì nhiều khi nó bị độ trễ. Ui đá gớm thế. Ui đá gớm thế. Nhưng mà chiêu hai con này về cuối game hồi máu nhiều cực các bạn. Hoàn trả lại 50% máu đã mất các bạn. Thế thì các bạn thử nghĩ xem những cái vị tướng mà đầy cây máu mà bị gần hết máu mà hồi lại một nửa thì các bạn nghĩ nó như bá như thế nào. Nó còn hơn cả chiêu thức hồi máu luôn ấy. Còn chưa kể những cái vị tướng tanh tuyến đầu ấy vào chống chịu ấy. Cực kỳ là khó chịu luôn nha, chứ nó cũng không phế như mọi người nghĩ đâu. Chẳng qua là mọi người chưa biết tận dụng thôi, mọi người chưa hiểu về chiêu thức của vị tướng này thôi. Con này kể cả trong khi mà các bạn đang bị thua đường ấy, các bạn thủ trụ các bạn cũng chỉ cần quăng cái ulti ra là bên kia nó cũng đã hạn chế cái khả năng nó vào rồi. Nhưng mình không nói là nó không dám vào, nhưng mà nó sẽ hạn chế cái khả năng, bởi vì nó sẽ câm nặng một giây mà. Rồi win đi, vẫn còn cấm trụ nha, cứ băng trụ thoải mái đi. Rồi đấy, ui tí nữa thì nó sút vào 4 thằng. Rồi, team mình khỏe rồi, ông Đôn, Hạo Đôn này khỏe lắm anh em ạ. Ô sao mình, à mình nằm trong cái phạm vi của con Hino. Con Hino này ulti của nó khá là to. Cay thật đấy. Có win được không? Chắc là vẫn win được nhưng mà phải đợi lính lên cơ. Rồi ok, có thể là video của mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn
Nếu muốn mình làm về vị tướng nào thì các bạn cũng có thể bình luận ngay ở phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye.